Đấy mọi người nhìn này, đấy, ếch ba cái sạp ếch to tướng này. Đi ra phải mua cái mua ít ếch để làm nào cái món ếch xào củ chuối mọi người, làm hơn cân ăn mệt. Toàn con ếch to kinh. Ui giời, cái mỡ mỡ ếch này. Đây người ta may, người ta làm cho rồi củ chuối cho vào cái rổ này, rồi củ chuối cái rổ này nát lên thì sao đâu. Đây mọi người, hôm nay quay trở lại với cái video tiếp theo cho mình để làm cái món ếch xào với củ chuối mọi người. Đây một mớ này toàn ếch là ếch, hôm nay ở chợ mua được hơn cân ếch, toàn con to như bàn tay luôn. Ếch này lâu lâu mình cũng ăn, mà mình ở chỗ mình thì làm cái món ếch xào củ chuối là ngon nhất, là hay làm nhất. Ếch xào lá lốt, ếch xào sả ớt cũng được, nhưng mà ở chỗ mình hay ăn cái món ếch xào củ chuối, vì cái củ chuối nó sẵn mọi người đấy, mà ăn nó rất là ngon, hợp khẩu vị nhiều người. Cái này mình cũng đã ra chợ người ta đã làm sẵn cho mình rồi, chứ thực ra mình nhìn cái ếch này mà mình làm cũng hãi, còn người ta làm sẵn rồi. Bây giờ mình về mình rửa qua một bát muối, nó bắt đầu là mình sẽ chế biến đấy. Củ chuối thì mình cũng đã làm sạch về vào kia rồi, tái con chì rồi để đây. Bây giờ mình sẽ đi một bát muối đấy, cái ếch trước hơn cân ếch mà được từng đây đi mọi người. Đấy. Cái xào này nó chỉ có kết hợp với mấy cái gia vị gọi là lá lốt mấy tía tô đấy, xào với lại củ chuối nó chỉ thế thôi. Nhưng mà cái ếch này nói thật với mọi người là không phải là ếch thiên nhiên, nói thật là đây là người ta cũng nuôi, mình phải đi mình mua này, lát nữa mình phải trao qua dầu đi, chứ không là nó, nếu mà để mà mình cho mình xào luôn thì nó, mình xáo luôn đấy thì nó sẽ bị hay kiểu nó thịt nó bị lát mất ngon. Mình bọc muối cái này, làm sạch làm tốt. Bây giờ không có ếch tự nhiên nữa.
còn nuôi thôi. Lâu ngoài cái món đấy, xào đây, xào món này. Đấy, bây giờ làm sạch tôi bắt đầu đi chặt nó ra để mình phi vàng đi thôi mọi người. Cái ếch này bây giờ bắt buộc phải trào qua dầu để làm sao thịt nó săn lại chứ không rồi. Ếch nuôi thì thịt nó, nếu mà mình không trào qua dầu thì nó nát hết. Và nó to rồi, bây giờ mình sẽ đi mình chặt ra, chặt khúc ra thôi. Đây rồi, xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mình để ở đây, bắt đầu mình sẽ ướp với cùng với mấy gia vị nữa. Rồi là có mẻ này, tỏi ớt đấy. Còn đâu ở bên ngoài này thì mình cũng đã chuẩn bị tía tô này, cá lốt đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Còn đâu cái củ chuối này thì mình cũng đã ngâm sẵn rồi, củ chuối hột nhá mọi người nhé. Ở chỗ mình cũng sẵn củ chuối hột. Đấy. Sau đó là mình sẽ đi mình xào thôi. Ướp cái này đó nhỉ. Ướp cái thịt ếch này đó, xong bắt đầu mình sẽ chiên nó lên. Chiên qua dầu đi đó, để cho nó săn thịt. Mình sẽ ướp cái thịt đấy cho mọi người, hành với mọi người, hành vào và ướp đấy.
ai mà ăn được ớt thì mọi người có thể mấy quả, nhưng mà mình dùng đúng một quả thôi mọi người ạ. Còn mọi người nhà có trẻ con hoặc là có phụ nữ ấy, không ăn được ớt thì thôi đúng luôn này. Còn cái này là lát cho mình phi thêm, phi thơm. Đấy, mình sẽ dùng mình nhà mình dùng mì chính này với lại súp thôi, mình sẽ cho một miếng mì chính. Mình sẽ để nó ngấm đều trong vòng tầm 15 đến 20 phút nữa mọi người nhé. Đây là mình chia sẻ cái cách mình ở chỗ mình làm thôi nhé mọi người nhé, chứ cũng không phải là tùy từng vùng miền, tùy từng chỗ người ta có thể có cách xào khác nhau, vì là ẩm thực cái nó rất là phong phú. Thế nên là cái ai có cái cách nào mà ăn mà nó ngon phù hợp với lại cái khẩu vị của mình thì mọi người có thể chia sẻ để anh em học hỏi. Đây là cái mình cũng chuẩn bị một ít mè đấy mọi người, mình cũng cho một ít thôi, mình cho nhiều quá sợ nó chua. Đào đào đây một ít là nó ướp nó cho nó ngấm đầy đủ những cái gia vị này vào, và lát nữa mình sẽ cho nên mình trao dầu, trao dầu để mục đích là săn cái thịt ếch này, lát nữa mình xào cho nó ngon mà. Ok, để trong vòng 15 phút. Đấy, những thứ gia vị thì mình cũng đã chuẩn bị rồi, hành là mình đã đập nhỏ rồi này, đấy, súp này, mì chính này, củ chuối này. Chuối này, tía tô, lá lốt đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đợi trong vòng 15 phút để mình phi cái thịt ếch này nha mọi người nhá. Chuẩn bị chảo rồi, bắt đầu mình sẽ chảo cái chảo dầu với cái thịt ếch này. Rồi, con vào con lấy cho bố chai dầu của mẹ, lấy cho bố chai dầu đấy. Đây mình sẽ đổ dầu để mình trao cái thịt ếch luôn. Thịt ếch mình đã chuẩn bị được ướp được 15 phút rồi, bắt đầu dầu nó sôi mình sẽ chiên thôi. Đúng gia vị rồi mình chiên. Chiên cái này nó khi mình xào ấy, xào nó củ chuối này, nó không bị lát mà lát cái thịt ếch ở đấy vui này. Đây
chiên cho săn thịt này bắt đầu mình mới xào được. Đây mọi người, khi mà cái thịt ếch này mình nó đã chiên qua lớp dầu để cho nó săn rồi, bây giờ mình sẽ vớt nó ra ngoài này, lát nữa mình xào cái này củ chuối. Đấy. Không cần cháy quá, mình chỉ cần làm sao cho nó săn được cái thịt ở ngoài này được. Thế thôi. Còn mà cái ếch này cần chiên nó ok. Đây, bây giờ mình sẽ đi mình phi thơm hành, nhưng bắt đầu mình xào qua củ chuối, bắt đầu hai cái này mình đổ vào nhau là ok thôi. Đây mọi người, cái chảo này mình sẽ cho thêm cho hành vào, vì là lúc vừa là mình đã hết cái thịt ếch rồi, mình cứ cho nấu tiếp vào thôi, nó có dầu mà, phi thơm hành luôn. Đấy. Riêng cái củ chuối mới này thịt ếch cho mọi người trong thịt này. Khi mà củ chuối nó chín rồi, bắt đầu mình mới cho ếch vào mình đảo mọi người nhé. We'll be right back.
cùng là mình sẽ cho rau thơm mình cho mọi người. Rau thơm mình cũng có cái tô với cái lá lốt thôi. Đây mọi người, coi như mình đã hoàn thành xong cái món ếch xào với củ chuối rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đơm cái ếch xào này ra ngoài đĩa, coi như là lên mâm là xong rồi đấy. Vừa vặn được hai đĩa mọi người, không tỏ hơn cần ếch thì nó được nhiều. Thì cái ếch nuôi này mình mà không chiên qua dầu đi thì nó những cái miếng thịt này nó vỡ hết đấy, mình chiên qua dầu thì cái miếng thịt nó có ếch thì nó săn lại, nó không vỡ thì nó hai con miếng đó. Đó đã được hai đĩa ếch xào củ chuối đầy đặn đây mọi người này. Thôi mình vừa rồi mình đã hoàn thành xong cái món ếch xào củ chuối rồi mọi người. Bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Mình cũng xin phép là dừng video ở đây thôi. Mọi người xem video rồi cho mình xin một nút like mọi người nhé. Xin mọi người một nút đăng ký kênh, chia sẻ để cho cái video lần sau nó tốt hơn mọi người nhé. Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau mọi người nhé.